Những trận mưa lớn và kéo dài trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại nặng nề cho làng hoa Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhiều loại hoa phải lỗi hẹn với Tết vì không đủ giống cung cấp cho người trồng. Ông Trương Văn Nhung, tổ trưởng tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong cho biết, có khoảng 30% lượng hoa xuống giống bị chết vì ngập úng, thậm chí nhiều trường hợp ngập nặng phải mất trắng 100%. Nguồn cây giống để thay thế cũng khan hiếm vì rất nhiều vườn ươm cũng bị ảnh hưởng do mưa dầm, cây thối rễ. Nếu có tháo úng xuống giống lại thì cũng không kịp phục vụ Tết Nguyên Đán này. Làng hoa Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm nay dự kiến xuống giống khoảng 800.000 giỏ hoa các loại, trong đó 35.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, 300.000 giỏ cúc Hà Lan, 250.000 giỏ cúc vàng hòe.